Túi xách nữ da đính logo vương miện kim cương, được làm từ chất liệu da suede cao cấp với chất da mịn màng, thoáng khí, độ đàn hồi tốt kết hợp cùng logo vương miện, đính 3 viên kim cương lấp lánh trên túi. Chắc chắn chiếc túi xách này là món phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô yêu thích sự nổi bật và khác biệt. Chất liệu da suede nổi tiếng trong ngành, với bề mặt mềm mịn, mượt mà và sáng bóng, khi chạm vào có cảm giác êm ái. Túi xách nữ da suede đen mang phong cách tối giản nhưng vô cùng tinh tế và sự sang trọng, phù hợp với những bộ outfit đơn giản sang trọng. Màu đen cổ điển kết hợp với logo kim cương tạo nên sự hài hòa, giúp chiếc túi dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau, từ những bộ cánh công sở thanh lịch đến những trang phục dạ tiệc sang trọng. Thiết kế nhỏ gọn nhưng vô cùng tiện lợi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các quý cô hiện đại. Dylan Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.